Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị có hành trình đến khu vực miền Trung từ nay đến cuối tuần thì có thể sẽ gặp mưa. Tuy nhiên chủ yếu là mưa thoáng qua, lượng không lớn. Còn với khu vực Tây Nguyên thì chủ đạo là thời tiết nắng ráo, về chiều tối có mưa vài nơi. Ngày mai thì khắp các điểm đến của khu vực Tây Nguyên xuyên suốt sẽ là nắng từ sáng cho đến cuối chiều. Tuy nhiên là cường độ nắng thì vừa phải, không khí ở đây vẫn khá là dễ chịu. Mức nhiệt cao nhất ở Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột xuống Gia Nghĩa là 28 đến 29 độ. Chiều tối thì mưa vài nơi không đáng kể. Nếu có dự định đến Pleiku trong những ngày tới thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm về thời tiết. Nhìn vào bảng dự báo này thì quý vị sẽ thấy là trong một tuần tới, số ngày mưa sẽ ít hơn so với những ngày nắng đẹp. Không khí các ngày thì đều dịu mát, ở quanh mức nhiệt là từ 26 đến 28 độ. Thời tiết lý tưởng cho mọi hoạt động vui chơi ở ngoài trời. Và một trong những điểm đến thú vị tại Pleiku đó chính là biển Hồ Chè. Những đồi chè xanh mát dưới ánh nắng chan hòa mang đến một không gian vô cùng là thơ mộng trên mảnh đất Tây Nguyên. Còn với miền Trung thì ngày mai trời lại chuyển mưa do tác động của không khí lạnh tăng cường. Từ các thành phố Thanh Hóa, Vinh xuống tới Đà Nẵng thì có thể là có mưa nhỏ bất chợt trong ngày. Nhiệt độ se lạnh, cao nhất trong ngày không vượt quá 26 độ. Trong khi đó thì Quảng Ngãi, Nha Trang và Phan Thiết vẫn có nắng trong ngày và nhiệt độ của khu vực này sẽ cao hơn, dao động là từ 30 đến 31 độ. Mưa có chăng xảy ra về chiều tối. Thành phố Hội An cũng có thể có mưa vào ngày mai. Mưa chủ yếu là mưa nhỏ. Mưa có thể xuất hiện vào 2 ngày cuối tuần khi mà nhiễu động gió đông đến. Trong vòng một tuần tới thì thời gian lý tưởng cho các chuyến hành trình đến với phố Hội đó chính là ngày thứ 5 và ngày thứ 6. Bởi vì 2 ngày này thì trời nắng đẹp, không khí dễ chịu với mức nhiệt là 30 và 31 độ. Lui xuống Nam Bộ thì thành phố Hồ Chí Minh trong một tuần tới thì cũng sẽ có những sóng lạnh xuống đến đây, khiến cho đêm và sáng sớm thì trời se lạnh, mức nhiệt thấp nhất chỉ khoảng là 23-24 độ. Còn ban ngày thì trời sẽ có nắng, nhiệt độ cũng sẽ tăng lên nhanh chóng, cao nhất là 31 đến 33 độ. Về chiều tối có thể có mưa vài nơi. Với miền Bắc thì thủ đô Hà Nội sẽ đón không khí lạnh ngày mai và trời chuyển nhiều mây, nắng yếu, nhiệt độ cũng sẽ giảm xuống còn là 27 độ. Đến ngày thứ 5 thì trời sẽ chuyển lạnh rõ, mức nhiệt giảm xuống còn 23 độ, mưa nhỏ bất chợt xuất hiện. Và đến 2 ngày cuối tuần khi mà nắng xuất hiện trở lại thì nhiệt độ lại bắt đầu tăng lên, đạt 29 và 32 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.